cái mục tiêu của buổi học ngày hôm nay các anh chị ha. Bởi vì không ai là muốn kinh doanh mà chúng ta sẽ bán một lần cả, đúng không ạ? Đúng rồi, các anh chị nó là thích nhìn phụ nữ đẹp đúng không? Tại xíu nữa Phương có việc Phương đi, cho nên giờ Phương trang điểm, cái Phương lên Zoom với các anh chị, cái xíu Phương xong cái Phương đi liền hả. Cho nên ngày hôm nay lại sao lại phải hơi đẹp hơn chút anh chị ha. Ok rồi, anh chị thấy slide chưa ha? Bài hôm nay chúng ta sẽ là về chăm sóc khách hàng, xây dựng doanh số bền vững với 20 khách hàng trung thành các anh chị nhé. Rồi các anh chị chuẩn bị sẵn sàng giấy và bút viết chưa ạ? Viết với lại sổ các anh chị ha. Rồi và trong quá trình mà Phương chia sẻ thì các anh chị chúng ta có những thắc mắc gì thì mình khoan đặt câu hỏi, mình ghi lại. Cuối giờ thì có thể nếu các anh chị có câu hỏi nào thì mình có thể đặt ra, nếu còn thời gian Phương sẽ trả lời, còn nếu không thì mình chịu khó vào trong nhóm các anh chị ha. Tại vì thật ra buổi trưa mình cũng không có quá nhiều thời gian, cho nên nếu mà vừa vừa giảng xong rồi vừa trả lời câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ không có kịp nội dung, đúng không ạ? Cho nên nếu các anh chị có câu hỏi gì thì mình đừng có đặt ở trong 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 khung chat, tại vì trong khung chat là Phương không trả lời kịp. Có thể cuối giờ mình còn thời gian thì Phương sẽ nói các anh chị đặt câu hỏi, và nhớ những câu nào các anh chị có thắc mắc thì mình phải ghi xuống. Chứ nếu các anh chị không có ghi xuống trên vở hay là trên sổ, các anh chị sẽ không nhớ. Cái thứ hai nữa đó là các anh chị hãy tương tác với Phương thường xuyên, được không ạ? Tương tác liên tục. Bởi vì tương tác là một cách các anh chị chúng ta sẽ comment lại những nội dung, những cái điểm mà các anh chị chúng ta muốn nhớ, để chúng ta sẽ khắc vào trong cái não của mình nó được sâu hơn. Cái thứ hai nữa đó là giữ tương tác thì Phương cảm thấy cũng sẽ yên tâm, đảm bảo là mình không có bị ngắt mạng đường truyền, hay là vấn đề âm thanh không rõ, hay là Phương phải chắc chắn là các anh chị chúng ta không có đang ngủ, đúng không ạ? Vẫn có cái sự tương tác và đang hiểu bài, đang đồng hành cùng với Phương, đúng không ạ? Chứ nếu không các anh chị mà đi ngủ mất tiêu, Phương ngồi ở đây nói một mình với cái laptop thì nó cũng kỳ, đúng không ạ? Ok các anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ thấy là cái công thức chúng ta hướng tới khi mà chúng ta xây dựng khách hàng ở BC nói chung, hay là chúng ta kinh doanh hợp tác với hãng dược mỹ phẩm Cellvision C nói riêng, thì đó là chúng ta đều hướng tới là xây dựng 20 khách hàng trung thành, đúng không ạ? Và thời gian mà chúng ta sẽ xây 20 khách hàng trung thành này trong bao lâu, nhanh hay chậm, là tùy theo cái tốc độ làm việc của các anh chị và cái mức độ đầu tư của các anh chị về mặt thời gian, tâm huyết, công sức, đúng không ạ? Thì cái cách mà Phương thường hướng dẫn cho các anh chị mới đó là chúng ta sẽ xây dựng và tích lũy 20 khách hàng trung thành trong thời gian là từ 2 đến 4 tháng, đúng không ạ? Mình không thể nào có ngay được, biến ra được 20 khách hàng trung thành mà ngay trong tháng đầu tiên được, cũng rất là khó, đúng không ạ? Nhưng mà trong thời gian vài tháng thì điều này hoàn toàn khả thi. Và quan trọng là cái độ tập trung của các anh chị. Tức là mỗi tháng các anh chị chúng ta sẽ có được từ 10 cho đến 30 khách hàng mới. Và đồng thời chúng ta có khách hàng mới, chúng ta chăm khách hàng cũ. Thì từ đó chúng ta xây dựng và chúng ta tích lũy. Mọi người nhớ đó là chúng ta sẽ cần có cái sự tích lũy hả các anh chị ha. Có những khách họ hẹn, họ sẽ mua chúng ta một lần và họ sẽ quay trở lại. Có những khách là sao ạ? Chúng ta phải chấp nhận một cái tỷ lệ, đó là gì? Có những khách là họ sẽ không mua lại lần hai. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc tốt thì cái tỷ lệ mua lại, quay lại của khách hàng trung thành chúng ta sẽ cao dần lên các anh chị. Nó sẽ dựa vô vào cái độ gọi là cái độ tận tâm của các anh chị nè, cũng như cộng thêm cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Cái kinh nghiệm chăm sóc, đồng thời là cái kiến thức của các anh chị, đúng không ạ? Cái kiến thức, cái việc chăm sóc khách hàng cũng rất là quan trọng. Cho nên xíu nữa Phương sẽ nói kỹ hơn là những yếu tố nào nó sẽ quyết định đến cái việc là cái tỷ lệ họ quay lại và họ trở thành khách hàng trung thành của các anh chị nó sẽ đạt được mức như thế nào, nó tùy thuộc vào những yếu tố ra sao, Phương sẽ phân tích sau ha. Đấy, thì chúng ta nhưng mà cái nguyên tắc chính là như vậy nè các anh chị. Đầu tiên chúng ta sẽ phải có bước tiếp cận, đúng không ạ? Thì tiếp cận chúng ta sẽ tiếp cận bằng sản phẩm phễu. Thì ở cái buổi số 2 chúng ta đã được học về sản phẩm phễu và cái kịch bản chúng ta chốt sale với sản phẩm phễu rồi, tư vấn chốt sale rồi, đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ nhớ là chúng ta sẽ luôn luôn phải có những cái dòng sản phẩm phễu. Thì các anh chị chúng ta cũng đã học được trong cái khóa học này, đó là mình có sản phẩm phễu đó là kem chống nắng với lại cái Salmon Repair Ampoule, đúng không ạ? Cái Salmon cái ampoule cá hồi á, cái ampoule phức hợp cá hồi, đúng không ạ? Hai sản phẩm đó là cái khóa này chúng ta đã học về cái USP bán hàng, đúng chưa? Thì các anh chị chúng ta hãy thực hành nhé. Học là chúng ta phải thực hành nha các anh chị, chứ nếu không thực hành là mọi người chúng ta sẽ quên bài, đúng không ạ? Đấy là cái phần chúng ta sẽ tiếp cận. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải chăm sóc tốt cho những khách hàng mà chúng ta đã chốt sale thành công, để mà sao ạ? Chúng ta sẽ có thể resell. Ví dụ như kem chống nắng, nếu chúng ta biết cách chăm và cách các anh chị hướng dẫn tốt cho một khách hàng dùng, thì có phải là
họ sẽ tái mua lại cái sản phẩm đó sau 2 tháng hết một tuýp kem chống nắng, đúng không ạ? Tức là một năm họ phải mua đến 6 tuýp nếu mà họ dùng đúng cách, ít nhất là phải từ 2 tới 3 tháng là sẽ hết. 3 tháng là tối đa, là 3 tháng là hết tuýp đó rồi, chứ ai mà xài hơn cái số lượng, cái số mà 3 tháng thì tôi chắc chắn luôn là xài sai cách. Nếu mà các anh chị chăm cho khách cái kiểu gì mà nửa năm mà họ xài không hết một tuýp kem chống nắng thì các anh chị phải coi lại. Thứ nhất là sao, cái người khách này họ thực sự họ chưa có nghiêm túc, đúng không? Hai là các anh chị chúng ta chăm bê bối quá, chúng ta không hướng dẫn cho khách dùng đúng cách, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta phải chăm sóc tốt để cái tỷ lệ resale, bán lại cái sản phẩm mà mình đã bán rồi, đúng không ạ? Chỉ mới riêng có mỗi cái kem chống nắng thôi, các anh chị ta thấy là đã tỷ lệ xoay vòng rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta phải tìm cách là cái gì, gia tăng giá trị đơn hàng, đúng không ạ? Tức là cái doanh thu của chúng ta nó sẽ phải tính bằng cái số lượng khách hàng mới chúng ta có cộng với cái số lượng chúng ta sao ạ, khách hàng họ mua lại, cái tần suất mua hàng, đúng không ạ? Và cái yếu tố thứ ba đó là gì, cái giá trị đơn hàng. Thay vì mỗi lần lần đầu tiên ấy, thường là Phương sẽ sao ạ, bán cho khách lần đầu là Phương, ví dụ như các anh chị bán kem chống nắng, nhưng bắt đầu lần thứ hai các anh chị chúng ta resell, chúng ta bán kem chống nắng, nhưng mà Phương sẽ không bao giờ dừng lại chỉ ở kem chống nắng, bởi vì kem chống nắng là sản phẩm chúng ta đã chốt sale rồi, đúng không? Bây giờ là sao, thường á là cái đơn hàng thứ hai nó sẽ phải cao hơn đơn hàng giá trị thứ nhất, Phương sẽ phải ép thêm một cái sản phẩm nào đó vào để cho khách sao mua thêm. Ví dụ như là lần thứ hai chúng ta sẽ giới thiệu qua cái gì ạ, kem trang điểm dưỡng BB, thì có phải đơn thứ nhất có 900 chính thôi, nhưng mà đơn thứ hai ví dụ như là họ có thể mua, giống như giả sử như là bây giờ khách mà có họ đã mua cái kem chống nắng rồi, thì bây giờ với cái chương trình khuyến mãi hiện tại chúng ta có thể làm sao ạ, bán thêm cái Salmon Ambu, đúng không ạ? Và cộng thêm họ mua lại cái kem chống nắng nữa, thì có phải là chúng ta tận dụng luôn chương trình khuyến mãi tặng kèm cho họ cái sản phẩm kem dưỡng trang điểm, kem trang điểm dưỡng, đúng không ạ? Các chị phải nắm chương trình khuyến mãi nha. Chương trình khuyến mãi là những cái chương trình giúp cho các chị chúng ta có thể upsell cực kỳ là hiệu quả. Ok không ạ? Các chị có nghe rõ không ta? À đúng rồi, chắc là mạng của anh chị này bị yếu đó, cho nên là có nghe không rõ nên chắc bị out rồi. Các chị nghe vẫn nghe rõ đúng không ạ? Mọi người nhớ tương tác nhé, nhớ tương tác với Phương để Phương biết là mọi người nghe rõ. Và mọi người nhớ comment lại những cái điểm mà quan trọng mà các chị cần phải nhớ bài. Ok không ạ? Đó là những cái cách chính mà chúng ta sẽ cần phải biết được là một cái khung giá trị cho các anh chị, khung giá trị của sản phẩm. Từ sản phẩm phễu là cái sản phẩm mà giá nó mềm, dễ bán, dễ cảm nhận, dễ chốt sale. Chúng ta nâng lên dần những cái sản phẩm mà sao có giá trị cao hơn, sản phẩm chủ lực và những cái sản phẩm có giá trị cao để chúng ta upsell. Đúng không ạ? Đó, và dần dần một khách hàng trung thành họ không chỉ xài với các chị một sản phẩm đâu, mà họ sẽ xài rất nhiều sản phẩm. Chưa kể là bây giờ chúng ta còn có những cái line sản phẩm khác nữa. Recording stopped. Ok không ạ? Thì có phải một cái người phụ nữ họ có nhu cầu làm đẹp thì Recording sao in ạ? progress. Họ vẫn có nhu cầu chăm sóc cho sức khỏe cho gia đình, đúng không? Họ có nhu cầu, vẫn có nhu cầu tăng sức đề kháng. Nói chung là các chị bán rất là nhiều. Đó là chúng ta bán chéo, đúng không ạ? Và thậm chí là bán chéo, các chị chúng ta có thể bán chéo qua, bán chéo là thường là đối với các khách like hàng thôi các anh chị ha. Rồi ok, đó là công thức 20 khách hàng trung thành. Rồi tiếp theo thì tại sao đối với sale agency á các anh chị, thì với cái thương hiệu dược mỹ phẩm này chúng ta có thể tha hồ tung hoành, bởi vì là một cái hệ sinh thái sản phẩm là cực kỳ là đa dạng và chuẩn luôn, Phương gọi là chuẩn, bởi vì thương hiệu dược mỹ phẩm của chúng ta với cái sự đầu tư rất nhiều về công nghệ cho tới là đa dạng các line sản phẩm phục vụ các nhu cầu khác nhau, như các anh chị chúng ta đã học ở trong cái buổi bài 1, đúng không? Cái buổi 1 của khóa học này chúng ta đã biết được hệ sinh thái như thế nào rồi, Phương cũng sẽ không có nói lại nhiều, Phương chỉ nhắc lại một số điểm mà nó có liên quan đến buổi hôm nay thôi. Tức là các anh chị sẽ thấy được là chúng ta có những cái bước làm sạch, đúng không ạ? Những cái sản phẩm trong cái bước làm sạch là đầy đủ, từ tẩy trang cho tới rửa mặt cho tới làm sạch tế bào chết, toner, đúng không ạ? Rồi đến bước dưỡng da, dưỡng da chúng ta sẽ có những cái dưỡng với những cái nhu cầu khác nhau, dưỡng trắng, tăng cường hàng rào bảo vệ da, rồi cái bộ dưỡng hàng tuần, đúng không? Peel da hàng tuần, TA Toning Peel, làm mưa làm gió trên kệ của BC suốt mấy tháng qua, đúng không ạ? Rồi sản phẩm chăm sóc bảo vệ da, tức là sao ạ? Kem chống nắng. Đúng không? Đó là ba bước chính các anh chị, đây là ba bước chính trong một quy trình chăm sóc da khoa học, đúng không ạ? Làm sạch, dưỡng rồi đến bảo vệ. Đúng không? Thế thì các anh chị chúng ta sẽ thấy được là các sản phẩm mà chúng ta đưa ra mà làm phễu đó, thì các chị sẽ thấy là nó nằm ở trong cái bước dưỡng da cũng có, rồi bước bảo vệ da, rồi bước make up, đúng không ạ? Bước make up cũng nằm tính trong là cái bước chăm sóc bảo vệ da luôn. Thế thì các anh chị chúng ta sẽ còn lại, chúng ta sẽ upsell.
Và làm sao để cho từ từ á khách họ sẽ dùng đầy đủ các sản phẩm trong cái line hàng của mình, đúng không ạ? Bởi vì họ bảo vệ, họ chống nắng rồi, họ dùng ampoule rồi, có phải là họ cũng sẽ cần phải có nhu cầu làm sạch da, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu phải trao giá trị và chúng ta sẽ mở rộng cái line hàng chúng ta bán cho một khách hàng, ok không ạ? Đấy, thì các chị thấy đây là sản phẩm phễu nè. Sản phẩm phễu là cái sản phẩm các chị thấy là trên đầu là nó nhiều nhất, đúng không ạ? Tức là nó rộng nhất, dễ tiếp cận, dễ bán, có giá trị, có giá trị, nó không có quá cao các anh chị ha, giá nó vừa đó, dễ bán. Đấy, thì từ cái phễu này chúng ta sẽ xuống các dòng nó ở phía dưới, tức là cái giá trị nó cao hơn, gọi là dòng những cái dòng sản phẩm chủ lực đó các anh chị. Đây là như là ví dụ ở đây là cái bộ hàng ngày, cái bộ chăm sóc da hàng ngày, hoặc là cái cặp đôi dưỡng trắng, có một số anh chị cũng có thể bán upsell cái bộ cặp đôi dưỡng trắng, đôi lúc có chương trình khuyến mãi các anh chị chúng ta có thể chốt upsell, đúng không ạ? Và xuống dưới cái phễu thấp hơn là những cái combo có giá trị cao hơn nữa, ví dụ như là cái bộ full size TA Toning Peel, trị giá 12.350.000, đúng không ạ? Đó, thì đây là một cái hệ sinh thái đầy đủ của Sales Agency để giúp các anh chị chúng ta sẽ có một khách hàng trung thành và phục vụ cho họ từ A đến Z trong cái nhu cầu chăm sóc da. Đấy. Rồi, Phương sẽ nói một chút về các cấp độ trung thành của khách hàng để các anh chị chúng ta sẽ có cái công thức để mình đo lường, được không ạ? Cái này mình cũng nắm để mình hiểu thôi các anh chị ha. Thì chúng ta sẽ có 5 cấp độ của khách hàng, 5 cấp độ chính nha các anh chị. 5 cấp độ chính. Cái cấp độ thứ nhất thì họ là người mua. Gọi là người mua để phân biệt, tức là sao? Cái nhóm, tức là cái lần đầu tiên các anh chị chúng ta chốt sale ấy, chúng ta bán được cái đơn hàng đầu tiên. À, ví dụ như với một cái sản phẩm phễu là kem chống nắng đi, thì đó họ mới chỉ là sao, người mua thôi. À, họ vẫn chưa được xếp gọi là khách hàng thật sự đâu các anh chị, họ mới chỉ là cái người mua. Ở đây là phù hợp, họ thấy phù hợp ở nhu cầu tôi có và giá cả cũng ok, chương trình khuyến mãi này đang cũng hấp dẫn đó, tôi mua thử. Họ chỉ mua với cái tâm thái đang thử thôi. Thì lúc này các anh chị chúng ta sẽ cần phải dành thời gian cho cái nhóm mà mới là người mua này các anh chị, bắt đầu để chúng ta sẽ có cái sự chuyển đổi tới cái mức độ sâu hơn về mối quan hệ với khách hàng, đúng chưa? Các anh chị chúng ta comment xuống giúp Phương ha, mức độ đầu tiên đó là người mua, đúng không ạ? Người mua thì các anh chị chúng ta đừng, các anh chị phải định nghĩa đúng là họ là người mua, chúng ta gọi chung là khách hàng đó các anh chị, nhưng mà đối với các cấp độ thì đây là người mua rồi các anh chị ha. Cái cấp độ thứ hai, cấp độ thứ hai đó là cấp độ khách hàng hài lòng sản phẩm tạm thời. Ở cấp độ thứ hai này mình cũng chưa gọi là khách hàng trung thành. Các anh chị nhớ nha, các anh chị comment giúp Phương cái cấp độ số 2, khách hàng hài lòng sản phẩm tạm thời. À, và đây là cấp độ vẫn chưa có sự trung thành các anh chị nha. Cấp độ trung thành hầu như chưa, cũng chưa có, hoặc là rất rất thấp, chưa gọi là trung thành. Thì ở trường hợp này là ví dụ như bây giờ họ xài kem chống nắng rồi, họ cảm thấy cũng ok, chất lượng xài tốt, và mình nói chung là người bán thì cũng cũng dễ thương, nói chung cũng được thôi, họ vẫn chưa thấy có gì khác biệt hết. Thì ở cái mức độ này là các anh chị họ cũng có chút ít tin tưởng rồi. Nhưng mà chỉ vì nếu như mà vì một cái lý do nào đó mà nếu như bên mình có một cái vấn đề chúng ta chăm sóc không tốt, hoặc là chúng ta xử lý những cái khúc mắc của họ chưa thông, hoặc là có một cái chúng ta chăm sóc chưa tốt, có một cái bên nào đó họ có cái khuyến mãi hấp dẫn hơn thì sao ạ? Họ có thể rời bỏ. Đúng không? Tức là họ chưa có một cái lý do đủ lớn để mà khiến họ phải gắn bó với mình lâu dài hết. Và tạm thời lúc này là sao? Họ chưa có lý do gì cho nên họ chưa rời bỏ mình thôi. Cho nên các anh chị cẩn thận ha, họ mua lại lần thứ hai chưa chắc là họ gọi là trung thành đâu nhé. Các anh chị hiểu chỗ này không ạ? Cho nên đối với lúc này chúng ta vẫn cần phải đầu tư khá nhiều thời gian vào họ để bắt đầu nâng cái cấp độ khách hàng lên. Được chưa? Các anh chị hiểu chỗ này không ạ? Mình comment với phương số 2 đó là khách hàng hài lòng tạm thời thôi. Tạm thời hài lòng và họ có thể họ mua đơn hàng lần hai, họ vẫn có thể mua tiếp tục, được không ạ? Rồi các chị comment tiếp, tức là số 3, cấp độ khách hàng số 3 đó là khách hàng đã hài lòng và muốn gắn bó lâu dài. Cái mấu chốt để các chị chúng ta chuyển từ cái cấp độ số 2 sang cấp độ số 3 đó là gì ạ? Đó là các anh chị phải tạo ra sự khác biệt, phải tạo ra sự khác biệt nha. Và khác biệt chủ yếu đó các anh chị, từ số 1 lên số 2 ấy, thì đó là sao ạ? Cái chất lượng sản phẩm. Cái chất lượng sản phẩm thì bắt đầu họ sẽ hài lòng tạm thời, nhưng mà thật ra chất lượng các anh chị, chất lượng sản phẩm á, thì có khá là nhiều những sản phẩm trên thị trường bây giờ chất lượng cũng rất là tốt, các anh chị công nhận không ạ?
khá là cũng rất là tốt. Nhưng mà chúng ta phải tạo ra sự khác biệt, đó là cái gì ạ? Nó tạo ra đó là cái cách tư vấn của mình, kiến thức của người bán, tại sao họ lại muốn gắn bó lâu dài với cái sản phẩm của mình cũng như là gắn bó với mình, thì chắc chắn phải có sự khác biệt đúng không ạ? Đấy thì cái mức độ từ số 2 đến số 3 các chị tập trung cho Phương vào cái chỗ là sao? Chăm sóc phục vụ các anh chị. Ở đây các khách hàng họ sẽ tin tưởng nhiều hơn. Họ sẽ bắt đầu mua sản phẩm mà sao? Họ tin tưởng rồi cho nên họ không có đánh đo nhiều về giá nữa và họ ra quyết định khá là dễ dàng. Giống như Phương hiện bây giờ là Phương cũng có khoảng hơn 10 khách hàng, gần 20 khách hàng là ở cấp độ số 3. Tức là bản thân họ là tin tưởng khá là nhiều rồi. Và họ hết là họ tự động họ nhắn mình họ mua. Và khi mà mình gửi một cái sản phẩm nào đó mà đúng nhu cầu của họ là họ bảo ok lấy cho chị một chai, hay là ok chế lấy cho em một chai. Tức là khi có một cái sản phẩm mới về mà khi đúng nhu cầu của họ, phân biết được a cái làn da của họ, và đương nhiên có cái sự tư vấn của mình nữa, thì mình chốt sale một cách rất lẹ, không cần phải thuyết phục nhiều, không cần phải chứng minh được là ở sản phẩm này là thương hiệu này thế kia hay là bản thân mình, bởi vì họ đã biết mình rồi đúng không, họ đã biết mình rồi đấy. Và cái mức mức độ số 3 là cấp độ đã bắt đầu trung thành các anh chị. Và các anh chị chúng ta bắt đầu xây dựng được cấp độ số 3 là bắt đầu các anh chị chúng ta đã có được cái doanh thu đều đặn rồi đó đúng không ạ? Và đương nhiên Phương nhấn mạnh nha, cái số 3 nó tạo ra được đó là nhờ cái chăm sóc phục vụ, nó không nằm ở chất lượng sản phẩm quá nhiều đâu nha mọi người, nó nằm ở kỹ năng của mọi người đó, cái sự tận tâm và cái kiến thức của mọi người á. Họ đi theo mình là vì sao ạ? Mình giải quyết được vấn đề cho họ chứ không phải mình có được một sản phẩm chất lượng tốt. Phương lấy ví dụ bây giờ một cái sản phẩm nào đó mà dành cho cái người mà da dầu, hoặc là một cái kem lão hóa nào đó, nghe quảng cáo một thứ bên ngoài quảng cáo rất xịn sò đúng không, họ mua về họ dùng lên da bị nổi mụn, bởi vì sao? Không hợp với cái da. Thế thì cái chất lượng sản phẩm nó có nói lên được cái gì nếu như không có người tư vấn không ạ? Hay là không có cái người tư vấn đủ cái tâm để mà giải quyết vấn đề cho họ là sao da họ thật sự được là sao cải thiện lên, đủ đánh đúng được cái vấn đề da của họ. Thế thì chúng ta sẽ cần phải gì? Có kiến thức đúng không ạ? Thì đó cái bước số 3 đó là các chị giữ được khách hàng là như vậy. Còn khách hàng bắt đầu ở cấp độ số 4 đó là khách hàng yêu thích thương hiệu. Thương hiệu ở đây có thể là thương hiệu của sản phẩm hoặc là sao thương hiệu của bạn. Thương hiệu của bạn là cái người bán đó các anh chị, là người bán đó. Là chính chúng ta đó các anh chị. Các anh chị có biết là ở cái cấp độ số 4 này là cấp độ mà họ rất là thích bạn, họ tin tưởng tuyệt đối luôn. Họ thích dùng sản phẩm mà do bạn giới thiệu, hoặc là sao thậm chí họ giới thiệu bạn bè người quen cho mình. Như biết Phương là có khoảng rất là Phương có khoảng khoảng một chục á, khoảng một chục khách hàng mà gọi là Phương chăm sóc trực tiếp nha, là họ sẵn là có cái vấn đề gì đó không chỉ của họ đâu mà là của con của họ. Ví dụ em ơi, con bé nhà chị á, ở đợt này bé nó bị nổi mụn, em kê cho chị một cái một 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 vài cái bước liệu trình để mà mua cho con bé đi. Ok Phương chỉ cần đưa ra đây bé nhà chị có vấn đề này. Bước số 1, bước 2, bước 3, bước 4 bao gồm 4 cái bước này trong cái liệu trình trị mụn cho bé, cải thiện gì đó. Ok chốt, không hỏi nhiều. Không hỏi nhiều các chị. Thậm chí là sao? Sinh nhật của một người bạn thân, chụp hình mặt qua bạn thân ấy cho Phương, em tư vấn cho con bé này dùng serum gì các thứ nào, mua một bộ tặng cho người đó. Tặng cho bạn thân sinh nhật mà sao ạ? Nhờ mình tư vấn. Thì có phải là sao mà họ mua cái sản phẩm gì họ không quan trọng, quan trọng là mình tư vấn. Các anh chị hiểu không ạ? Cái chỗ này nếu như mà các chị phải nâng cái level của bản thân mình lên, các chị phải nâng lên, bởi vì các chị không nâng thì đương nhiên khách hàng không thể tin tưởng các anh chị đúng không ạ? Nếu như họ đi theo một cái sản phẩm thì rõ ràng khi có một cái sản phẩm khác quảng cáo chất lượng hơn, hay là vì một lý do đó, do lý do gì đó họ có thể bỏ đúng không? Nhưng mà nếu như các chị tạo ra một cái giá trị mà không thể rời bỏ đi thì khi đó các anh chị không thể thay thế. Các anh chị phải nhớ nha, các anh chị phải tạo ra một cái giá trị mà mình không thể thay thế hoặc rất khó để thay thế. Phương nghĩ là trên đời này thì không có cái gì là không thể thay thế, nhưng mà rất khó có để thay thế đúng không ạ? Rất khó để thay thế được cái giá trị chúng ta tạo ra, bởi vì Bích Phương là duy nhất đúng không ạ? Cái cách mà nói chuyện, cái cách mà chăm sóc là sao người ta thích đúng không ạ? Thì các anh chị phải tạo ra cái thương hiệu của chính các anh chị. Từ cái nếu như mà các anh chị càng tạo ra một cái hình ảnh cá nhân tốt thì các anh chị sẽ càng có nhiều khách hàng ở cấp độ số 4. Phương sẽ không nói nhiều đến cấp độ số 5, bởi vì sao ạ? Đây là những cái khách hàng mà họ sẽ trung thành với một số các brand lớn.
là fan của cái thương hiệu, tin tưởng tuyệt đối và sẵn sàng lên tiếng bảo vệ trước những chỉ trích thì cái mức này nó rất là khó. Thì các anh chị, ví dụ những cái thương hiệu có tính toàn cầu như iPhone, Apple ấy, hay là một số những cái thương hiệu mà họ có những cái fan của riêng họ ấy, thì nó khá khó và nó ở cái tầm vĩ mô hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần có khách hàng ở tầm số 4 thôi là các anh chị chúng ta đã rất là ngon rồi, đúng không ạ? Đã rất là ngon rồi đó các anh chị. Cực kỳ là khi mà các anh chị có thương hiệu cá nhân, các anh chị chúng ta định vị mình được là sao, xây dựng hình ảnh chuyên gia, thì các anh chị chúng ta sẽ có khá nhiều khách hàng ở cấp độ số 4, được chưa? Các anh chị phải nắm được ha. Mức độ số 3 thì các anh chị chúng ta chưa cần chuyên gia lắm đâu, các anh chị chỉ cần tận tâm, các anh chị hãy siêng năng, các anh chị tận tâm, các anh chị hãy là những người có kiến thức, thì các anh chị đã có khách hàng số 3 rồi, đúng không? Từ từ chúng ta sẽ nâng dần lên. Và đương nhiên cả khách hàng số 4 là khách hàng là sao, họ ở xíu nữa Phương sẽ chia sẻ một số cách để mà chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn số 3, số 4 nào. Rồi, hai yếu tố chính quyết định khách hàng quay lại và trung thành, được chưa? Đây, thứ nhất đó là chất lượng sản phẩm là khỏi bàn rồi, chất lượng sản phẩm là phải tốt, không tốt thì là khách hàng một đi không trở lại, đúng không ạ? Nhưng mà cái điểm số 2 mới là cái điểm tạo ra cái giá trị các anh chị. Đó là hai yếu tố chính nha, chứ còn thật ra nó có nhiều yếu tố phụ lắm. Nhưng mà đây là Phương nói hai yếu tố chính và lớn nhất các anh chị có thể đong đo đếm được. Bước số 2 các chị comment vô này đi, chứ không các anh chị lại quên, đúng không ạ? Có chị có ghi chép không á? Hay là các anh chị đi đâu mất tiêu rồi? Số 2 đó là dịch vụ chăm sóc, đúng không ạ? Giá trị cộng thêm và trải nghiệm mua hàng các anh chị. Cái mà yếu tố thứ hai chính là cái yếu tố mà giữ chân khách hàng lâu đối với các anh chị. Nãy Phương có nói rồi đúng không ạ? Chất lượng sản phẩm á, nó không phải là cái yếu tố gọi là nó chiếm lớn đâu các anh chị. Thực sự là như vậy, bởi vì giai đoạn hiện tại ấy, thì chất lượng sản phẩm ấy ở trên thị trường nó đôi lúc nó cũng không quá nhiều khác biệt, đúng không? Về công nghệ có thể copy và thương hiệu, đương nhiên là chúng ta lựa chọn thương hiệu để đồng hành là chúng ta phải chọn thương hiệu chuẩn rồi, đúng không? Bản thân các anh chị phải chọn những thương hiệu chuẩn để chúng ta sẽ là cái người chúng ta sẽ mang cái giải pháp tới cho khách hàng của mình. Đương nhiên sản phẩm phải tốt, đúng không ạ? Và cái thứ hai là dịch vụ giá trị cộng thêm, giá trị cộng thêm và những cái giá trị ngoài cái sản phẩm, mà ví dụ như là cái quá trình chúng ta hướng dẫn cho khách, chăm sóc cho khách, là hướng dẫn cho khách rất là tận tình, đúng không ạ? Đây ví dụ như này, trước khi mua các anh chị chúng ta thấy là họ đi mua hàng online ở trên cái trang thương mại điện tử, có ai ngồi tư vấn cho họ là cái sản phẩm này sẽ phù hợp cho da của bạn là nhóm da gì, loại da gì, đang có vấn đề yếu tố gì, đúng không ạ? Và có ai phân tích cho họ cần phải trị nám thì cần phải trị như thế nào, có không ạ? Ở ngoài họ không, hầu như không có, trừ khi họ tới một số những cái trung tâm về thẩm mỹ các thứ thôi, đúng không ạ? Còn hiếm khi mà chúng ta phải tạo ra, đây là cái điểm mà bắt buộc phải có nha. Chúng ta không chỉ dừng lại việc bán sản phẩm. Còn trong khi mua, các chị chúng ta sẽ quan tâm tới cái khâu gì ở giao hàng, chúng ta canh coi, chúng ta để ý coi xem cái đơn hàng của mình á, đơn hàng của khách tới đâu rồi. Đang giao hàng thì nhắc họ là sao ạ, chuẩn bị để ý điện thoại nha. Rồi sau khi mà đơn mà báo đơn thì các chị chúng ta sẽ nên nhắn tin cho họ, nếu như là nhắn tin hoặc gọi gì đó tùy theo cái mối quan hệ của các anh chị, tùy theo trường hợp cụ thể, làm sao ạ, nhắc họ là sao, kiểm tra hàng rồi sao ạ, rồi hãy kiểm tra hàng kỹ rồi mới thanh toán tiền, rồi sao ạ, tối nay bắt đầu dùng thì sao, gọi điện thoại video call. Ví dụ như là Phương bán khách cho khách một số cái sản phẩm hơi khá đặc biệt, như là cái toning peel chẳng hạn đi, cái peel da, cái bộ peel da của mình ấy, là tối hôm đó là Phương hẹn khách là mấy giờ bắt đầu, khi nào mà peel da thì gọi điện thoại cho Phương. Phương sẽ hướng dẫn trực tiếp luôn, tức là hai đứa cùng peel, đủ khách hàng là thôi canh cái ngày bắt đầu peel nha, xong có rồi là lên video call. Lúc trước là chưa có cái chương trình thứ bảy hàng tuần, cho nên lúc đó Phương còn video call với khách peel da chung luôn, khách rất vui các anh chị, vừa vừa peel vừa tám, vừa peel da vừa tám các anh chị. Thì đây là cách mà Phương chăm sóc cho một số những khách mà khá là VIP của mình ấy, là mình các anh chị phải chăm sóc theo cái cách như vậy luôn á, là sao rất dễ thương, khách thấy ôi dễ thương, nay vừa làm gì mà bên ngoài có cái cách chăm sóc mà chi tiết mà cẩn thận tới như vậy mà lại còn vui nữa, đúng không? Tức là đôi lúc khách hàng cần một cái người sao bạn đồng hành cùng làm đẹp, đúng không ạ? Đấy là trong khi mua phải có cho họ, đây là cái trải nghiệm mua hàng đó các anh chị, đây chính là trải nghiệm mua hàng mà không ở chỗ nào có mà chúng ta có, đúng không ạ? Không chỗ nào có mà chúng ta phải tạo ra giá trị, chứ không chúng ta không trông chờ được ở vào BC. Bởi vì BC với mọi người là như nhau, đúng không? Giao hàng chỉ cần chuẩn, đóng gói các thứ là chuẩn là ok, còn lại là việc của mình, đúng không ạ? Add thêm những cái giá trị chăm sóc cho khách rồi sao ạ, sau khi mua
chúng ta cần phải hỏi thăm. Các anh chị chúng ta có thể áp dụng cái công thức chúng ta hay được nghe nhắc đến, đó là 1, 3, 7, 14, đúng không ạ? Tức là sau 1 ngày, sau 3 ngày, sau 7 ngày, sau 14 ngày, đó là những cái thời điểm quan trọng để mình sao gọi điện thoại hỏi thăm khách hàng. Nhưng mà phương thực tế thì cái công thức đó nó không hoàn toàn nó đúng các anh chị. Bởi vì có những trường hợp da họ khó, họ gọi là những cái da của khách hàng mà thuộc cái nhóm hơi đặc biệt, mà đối với các anh chị chúng ta có chuyên môn thì các anh chị phải chăm sóc nó kỹ hơn cái công thức đó luôn. Còn đối với một số những cái nhóm khách mà chúng ta chăm quen rồi, tức là họ dùng quen rồi, thì cũng không cần phải nhất thiết cứ 1, 3, 7, 14 gì vậy, đúng không ạ? Chỉ cần sao? Chúng ta chăm làm sao chúng ta thấy cảm thấy được là nó ổn, và nó không làm cho khách hàng cảm thấy quá phiền, cũng như là không phải là quá hời hợt, đúng không ạ? Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ cảm nhận trong quá trình chúng ta chăm. Nhưng cái công thức nếu mới đầu các anh chị chưa quen thì các anh chị có thể ghi lại ha. 1, 3, 7, 14, được chưa ạ? Sau một Recording ngày in progress. Khi giao hàng xong là các ngày hôm sau, hôm nay khách dùng xong là ngày hôm sau các chị nên hỏi thăm ngay. Sau một ngày, được chưa? Tiếp theo là sao? Sau 3 ngày. Tiếp theo nữa là sau 1 tuần 7 ngày, và tiếp theo nữa là sau 2 tuần 14 ngày. Các chị nên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Và đương nhiên là sao, hướng dẫn dùng, hỏi thăm và hỏi lại họ xem cái cách họ dùng như thế nào, cảm nhận ra sao. Được chưa? Và nhớ nhắc họ dùng nhé. Bởi vì thời gian đầu là họ sẽ hay quên. Đặc biệt là đối với những khách hàng mới, các anh chị phải nhớ nhắc họ dùng, đặc biệt là sao? Nói là ví dụ bán cái sản phẩm phễu kem chống nắng mà các anh chị không nhắc họ dùng ấy là họ sẽ quên dùng, đúng không ạ? Họ sẽ quên dùng. Rồi tiếp tục cho thông tin, cái bước này quan trọng là các anh chị. Không phải là họ dùng cái sản phẩm đó xong là các anh chị chúng ta sẽ không nói cái sản phẩm đó nữa, mà các anh chị hãy tiếp tục cho thêm thông tin. Phương lấy ví dụ như là sao? Các anh chị chúng ta đang follow một cái khách dùng kem chống nắng và họ dùng cái sản phẩm Ampo rồi đi, đúng không? Chúng ta bán được một cái set những cái sản phẩm phễu cơ bản rồi. Bây giờ các anh chị chúng ta nhắm cái khách hàng này á, là cái người mà sẽ hướng tới một cái bộ peel da. Họ đang có một số các bước cơ bản từ các thương hiệu khác mà cũng khá chất lượng rồi. Bây giờ các anh chị chúng ta muốn hướng tới cho họ bộ peel da. Thế thì các anh chị chúng ta phải tiếp tục cho thông tin, đúng không ạ? Mỗi ngày các anh chị nhắn hỏi thăm, xong các anh chị gửi thêm một cái thông tin feedback của một khách hàng sao bị nám hay da đang có vấn đề này mà sao cải thiện được cái da thông qua cái liệu trình peel. Mỗi ngày chúng ta cho một chút xíu, không nói gì cả, chưa chốt sale vội nhưng các anh chị tới thời điểm chốt thì mới chốt. Còn cái chúng ta giống kiểu chúng ta hãy cho nhử mồi đó các anh chị. Tiếp tục cho thông tin là chúng ta phải làm đều nha các anh chị, chúng ta phải làm đều, nhử mồi, cho thêm miếng, cho thèm chơi, không thèm chốt, đúng không? Nhiều khi có người ngứa quá hỏi, ủa em cái bộ này là bây giờ có em có chương trình khuyến mãi gì không? Là nhiều khi họ tự chốt, nhưng mà có những người họ lì, họ chưa chốt thì từ từ tới thời điểm đúng mình sẽ chốt. Đúng không? Cái này là cái mà chúng ta quá trình chăm sóc, các anh chị phải cảm nhận và các anh chị chúng ta sẽ phải follow sát để chốt, đúng không ạ? Đó, thì đó, tiếp tục cho thông tin là một bước rất quan trọng. Kèm, chúng ta follow trong quá trình khách dùng, các anh chị vừa chăm cái sản phẩm khách đang dùng và đồng thời cho thêm cái bộ mà chúng ta nhắm tới sau này chúng ta sẽ chốt ấy. Mỗi ngày chúng ta cho một chút, 2-3 ngày chúng ta lại gửi một cái feedback, được chưa? Rồi chúng ta sao? Tiếp tục là chúng ta chăm bằng cách là gửi những cái video hay là những cái tài liệu nào đó mà có liên quan tới cái da của họ, ví dụ như là gửi cách hướng dẫn cái hướng dẫn chăm sóc da, chăm cái cách rửa mặt đúng cách, rồi video hướng dẫn thoa kem chống nắng đúng cách, ví dụ như vậy. Tức là các anh chị hãy tạo thêm ra những cái mà họ giá trị cho khách hàng. Các anh chị hiểu chỗ này không ạ? Các anh chị phải ghi hết những cái này lại nha. Tại vì các anh chị không nhớ đâu. Các anh chị phải ghi hết lại cho Phương. Ghi hết lại là những cái điểm mà các anh chị cần chăm như thế nào. Thì khi đó các anh chị chúng ta mới mới áp dụng được trong quá trình các anh chị chăm sóc khách. Rồi chưa kể nữa là gì ạ? Những cái dịp đặc biệt các anh chị chúng ta sẽ cần phải gửi cho khách là gì ạ? Tặng quà, những cái lời chúc, gửi khách những lời chúc, và thậm chí là khách của Phương là thường Phương gửi tặng quà. Một số khách VIP là Phương tặng những sản phẩm, những cái món như là nước hoa các anh chị. Còn những khách mà sao vừa Recording thôi stopped. Có thể gửi tặng cho họ những cái sản phẩm như là son, Recording son môi in progress. Thì cái sản phẩm gì đó mà các anh chị chúng ta có thể chuẩn bị để gửi tặng cho những cái vị khách của mình, kèm theo một tấm thiệp nữa các anh chị, kèm theo cái món quà đó, chúng ta gửi một cái tấm thiệp, chúng ta viết tay tặng một lời chúc cho cái người khách đó của mình.
Thì các anh chị thấy thì nếu mà khách mà nhận được một cái bình thường bây giờ thì sao ạ, sinh nhật họ chỉ có thể nhận được cái lời chúc online thôi đúng không, hoặc là ăn uống với gia đình là cùng. Tự nhiên bây giờ họ nhận được một cái sản phẩm quà tặng sinh nhật mà lại kèm một cái lời chúc, họ nhận xong là sao, họ bị đốn tim không ạ? Các chị có cảm thấy là nếu như mà chúng ta là một khách hàng mà chúng ta được chăm sóc tận tình như vậy, sinh nhật được tặng quà lại được tặng gửi một tấm thiệp viết tay, một cái lời chúc cho chính mình nữa, thì các chị chúng ta có thấy vui không? Làm sao mà xa rời được cái người này, đúng không ạ? Là chỉ có từ mê cho tới mẩn thôi, đúng không ạ? Các chị có đồng ý không? Ủa sao không thấy ai nói gì, tao không biết rớt mạng hay gì trời. Các chị chúng ta đang làm gì, các chị chúng ta đang ở đâu? Chúng ta còn nghe Phương nói không? Tưởng các chị đi ngủ hết rồi chứ, mọi người chúng ta có nắm được những gì Phương chia sẻ không ạ? À đang viết, ok. Các chị nhớ chỗ này phải viết xuống nha, phải viết xuống thì chúng ta mới nhớ được. Bởi vì khá là nhiều chi tiết Phương không đưa lên slide đâu các anh chị, bởi vì nó rất là nhiều. Khi đưa lên slide nó sẽ bị rối. Ok không ạ? Đấy, thì tại sao mà có rất là nhiều khách hàng á mà họ rất là mê mình? Bởi vì sao? Đôi lúc lâu lâu là mình hay gửi kèm hàng, mình hay gửi quà tặng. Rồi kèm thêm một cái đơn hàng của khách là Phương luôn luôn ép thêm những cái quà tặng vào cho khách. Các chị chúng ta phải đầu tư như cái này nha. Đây là những cái chúng ta đã gọi là chi phí marketing luôn đó các chị. Gọi là cái cách để chúng ta sẽ sao giữ chân khách hàng, chúng ta tạo ra cái sự khác biệt. Mà đôi lúc cái sự khác biệt nó không phải chỉ ở chỗ chúng ta bỏ tiền ra, nhưng mà chúng ta bỏ một chút tâm huyết vào. Chúng ta gọi là làm cảm động khách hàng bằng những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế. Rồi đôi lúc á, là Phương thì Phương hay chia ra thế này, tức là một tháng chúng ta có 30 ngày đúng không ạ? Phương lấy giả sử như các chị chúng ta có 20 hay là 30 khách hàng trung thành, thì một ngày các chị chúng ta sẽ cần dành thời gian, chúng ta đã xây xong rồi á, thì một ngày chúng ta dành thời gian chúng ta chăm cho một tới hai người khách thôi. Các chị có tin không, là chỉ cần một tháng á, Phương gọi một cái cuộc điện thoại cho một khách nào đó 8, 15, 20 phút, nói trên trời dưới đất về công việc của chị dạo này thế nào, cho tới con cái gia đình, cho tới đợt này có gì vui không, đi du lịch về, sắp sửa đi du lịch về thì nhớ chụp hình gửi em coi nha, nói như vậy đó các chị. Sau đó cuối cùng gần kết đó là sao, ê chị ơi đợt này có chương trình khuyến mãi của cái này này nè, em lấy cho chị một set này nha, chị dùng hết chưa, còn cái gì nữa không. Một cuộc điện thoại đó mà ra đơn 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, các anh chị chốt sale lại của những khách cũ, được không ạ? Thì đôi lúc đây là những cái giá trị cộng thêm, các anh chị chúng ta có cần phải chốt gì đâu, tự khách chốt thôi. Và thêm mình chỉ là đưa ra lời đề nghị mua hàng. Bởi vì sao ạ? Các anh chị là người chăm cho họ mà, các anh chị rất biết rất là rõ họ đang dùng những món gì, da của họ như thế nào, nhu cầu của họ ra sao, họ sắp hết sản phẩm này chưa, đúng không? Có những khi nắm được là sao, đang có chương trình khuyến mãi, chị này xài chưa hết đâu, nhưng mà sao gần hết rồi, còn nửa chai, chốt luôn một bộ mới, đúng không ạ? Cho nên ở chỗ này các chị phải chăm sóc, là chúng ta sẽ cần phải theo dõi quá trình khách dùng luôn. Bởi vì các chị đâu có cần phải chăm nhiều đâu, các chị chỉ cần chăm từ 20 tới 30 khách thôi mà. Con số ở đây đó là chúng ta dùng chuẩn là 20 đúng không ạ? Các tại sao mình phải có con số 20? Bởi vì chăm nhiều hơn nữa các chị chúng ta không chăm tốt. Mà không chăm tốt thì không thể nào khai thác một cách khách hàng mà sâu được, đúng không ạ? Các chị chúng ta chỉ cần chăm tốt những khách mà gọi là đúng đúng trọng tâm, đúng cái khách hàng mục tiêu của các anh chị á, nó về cả tài chính lẫn, nó nhiều yếu tố lắm, nhưng trong đó cả yếu tố tài chính đó nha các anh chị mà chăm đúng được 20 khách hàng thì Phương nói doanh thu của một cái của các anh chị hàng tháng á, không có bao giờ thấp hết, thật sự luôn. Khách mà chuẩn á, là các anh chị chúng ta sẽ 30-40 triệu trở lên mỗi tháng, cứ đều đều như vậy. Cho nên là các anh chị chúng ta hãy bắt đầu xây và tích lũy các anh chị. Càng những khách khó, tức là những khách mà họ có tiền thì họ sẽ khó, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị làm hài lòng được những khách đó rồi thì các anh chị chúng ta sẽ không sợ nghèo các anh chị. Không sợ nghèo đâu. Các khách họ rất là happy để mà họ đưa tiền cho các anh chị nha. Thậm chí là sao, càng những người mà có tiền thì khi mà họ tin các anh chị rồi thì sao các anh? Giống như họ nói với Phương một câu, rất nhiều chị nói với Phương một câu, ôi nói chung bây giờ có vấn đề gì làm đẹp thì cứ chỉ cần alo em Phương thôi, chứ chị không có thời gian chị tìm hiểu mấy cái này. Tức là cái người mà họ có tiền thì họ càng làm biếng, không có muốn mất thời gian vào nghiên cứu cái này cái kia. Họ chỉ cần có một người sao hiểu biết về đó, họ tin tưởng và họ giao cái mặt của họ cho mình. Các anh chị muốn có được bao nhiêu người như vậy là sao, họ tin tưởng tuyệt đối, họ giao cái mặt của họ cho mình. Khi đó là sao, họ chỉ cần có vấn đề alo mình cái là mình chốt, là họ mua thôi,
không quan tâm, không có nghĩ suy nghĩ nhiều, đúng không ạ? Đấy thì đó chính là cái cách chúng ta xây dựng khách hàng trung thành, là cái nguyên lý là như vậy các anh chị, chứ không phải là chăm chăm đi bán từng sản phẩm lẻ, từng sản phẩm lẻ xong rồi có khách hàng mới lại quên khách hàng cũ. Như vậy các anh chị chúng ta sẽ tìm khách hàng mới suốt đời, đúng không ạ? À, chúng ta chỉ cần tìm đúng 20 người là chân ái của mình và chăm sóc cho họ đều đặn thôi, đúng không ạ? Biến họ thành cấp độ khách hàng số 3, số 4 ấy là các anh chị thành công rồi, đúng không ạ? Là các anh chị thành công rồi, không cần phải tham trăm đơn mỗi ngày, không cần phải đi học những cái khóa học ở bên ngoài là ở trăm đơn, 200 đơn mỗi ngày, ngàn đơn mỗi ngày, chăm có nổi đâu, đúng không ạ? Không chăm nổi đâu các anh chị. Chăm 20 khách hàng mà các anh chị chăm tốt là các anh chị tiền nó không bao giờ thiếu, thời gian còn lại các anh chị có thể đi sao phát triển hệ thống, đúng không ạ? Còn doanh số bán lẻ chỉ cần tập trung 20 30 khách hàng VIP như thế là quá ổn rồi, đúng không ạ? Là quá tốt rồi. Vậy thì làm gì để chăm sóc khách hàng tốt được các anh chị? Thứ nhất là phải liên tục nâng cấp bản thân. Phương đã nói từ đầu đến giờ đúng không ạ? Các anh chị không nâng cấp mình lên thì làm sao các anh chị chăm được những khách hàng VIP hơn? Nồi nào thì úp vung nấy các anh chị. Level các anh chị không chịu lên thì khách hàng của các anh chị chúng ta họ sẽ mãi là những khách hàng ở tầm thấp hơn. Các anh chị muốn bán được những cái thương hiệu mỹ phẩm đẳng cấp hơn thì đầu tiên các anh chị phải nâng cấp hình ảnh của bản thân. Các anh chị phải biết chăm sóc bản thân mình, nhìn cái mặt nè, làn da của chúng ta nè còn bị bỏ bê, nhìn thì nó xám xịt, nó mờ, rồi nói chung chăm sóc da thì không đàng hoàng, thế mà đòi chăm sóc cho người khác, ai tin? Ai dám giao cái mặt của họ cho các anh chị? Bây giờ Phương hỏi các anh chị là thật ra hồi xưa Phương cũng nhếch nhác lắm. Cách đây 10 năm khi chưa bước vào lĩnh vực làm đẹp, Phương cũng khá là nhếch nhác và cực kỳ là gọi là tuần toàn, các anh chị nói câu như vậy rất là xuần xoàng, không có chăm sóc bản thân mình tốt. Nhưng mà khi mà Phương bắt đầu bước chân vào lĩnh vực là làm đẹp gần 10 năm nay các anh chị, thời gian đầu Phương bán hàng cũng không được. Phương bán hàng, Phương nói thật với các anh chị, hồi xưa bán một cái đơn, hồi đó thứ nhất là mình còn trẻ, mình không có biết chăm cho bản thân mình, với lại mối quan hệ của mình với kỹ năng của mình chưa tốt, bán một cái đơn á mà 500-700 nghìn á là mừng muốn khóc luôn rồi, mừng muốn khóc luôn rồi các anh chị. Và mình chỉ chăm được khách hàng ở cái tầm tầm trung với tầm thấp thôi, và như vậy là mình cảm thấy rất là hài lòng rồi, happy rồi. Nhưng mà các anh chị chúng ta đừng dừng ở đấy, chúng ta hãy nâng cấp bản thân mình dần lên, đúng không ạ? Chỉ cần các anh chị nâng cấp bản thân của mình lên thôi thì chắc chắn cái giá trị đơn hàng của các anh chị sẽ tăng theo. Các anh chị nhớ chỗ này nha, nâng cấp bản thân đồng nghĩa với việc là giá trị đơn hàng của các anh chị á, giá trị trung bình á, nếu như các anh chị ở tầm thế này thì giá trị trung bình đơn hàng của các anh chị nó chỉ có khoảng 500-700 thôi, nhích lên chút thì sao ạ? Giá trị trung bình của đơn hàng được 1-2 triệu, mà nhích lên chút nữa là sao? 3 triệu, 5 triệu. Còn nếu mà VIP hơn nữa các anh chị chúng ta chuyển giao lên là đơn hàng 5 triệu, 10 triệu là sao? Điều đó bình thường, tức là nó có một cái tầm về mức giá trị đơn hàng đó các anh chị. Cho nên là các anh chị hãy nhớ liên tục nâng cấp bản thân, phải học tập liên tục, nâng cấp bản thân về kỹ năng, về kiến thức. Tháng này mình phải giỏi hơn tháng trước, tháng sau phải giỏi hơn tháng này, chứ đừng có dậm chân tại chỗ, đúng không ạ? Phải xây dựng thương hiệu cá nhân các chị ha, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy hết, chứ không phải chỉ làm đẹp các chị. Và đặc biệt làm đẹp lại là cái ngành gì ạ? Bề ngoài, họ nhìn các chị mà họ không thấy đẹp thì làm sao mà họ có thể tin tưởng để mua sản phẩm làm đẹp của các anh chị được, đúng không ạ? Có thể chúng ta chưa đẹp từ trong trứng đẹp ra, nhưng mà sao, nếu mà các anh chị biết chăm sóc thì chắc chắn các anh chị sẽ đẹp hơn, đó là điều mà Phương khẳng định đó các anh chị. Bởi vì lý do là bởi vì Phương nhìn từ chính bản thân Phương thôi, là hồi xưa á, lúc mà Phương mới có tầm khoảng 21-22 tuổi á, lúc đó mình xòe xòe lắm nên mình cũng xấu, nói thẳng là mình xấu đó các anh chị. 10 năm rồi, bây giờ là trên 30 tuổi rồi các anh chị, nhưng mà sao rất nhiều người nói Phương là sao, bị lão hóa ngược hay sao á, là các anh chị phải biết chăm sóc, phải các anh chị phải đầu tư cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Xây dựng thương hiệu cá nhân các anh chị, phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Chúng ta đã học xây dựng thương hiệu cá nhân, mà xây dựng ở đây là các anh chị phải xây từ bên trong, xây từ bên trong luôn đó các anh chị. Chúng ta phải định vị mình là sao, tôi phải chăm cho mình đẹp trước, tôi phải chăm cho tôi đẹp trước, đúng không ạ? Sau đó khi mà tôi đẹp rồi chắc chắn tiền sẽ vào túi, đúng không ạ? Và cái thứ ba là liên tục trao giá trị cho khách hàng. Ôi sao hôm nay ngồi phòng máy lạnh mà sao nóng thế ta? Liên tục trao giá trị cho khách hàng các anh chị ha. Các anh chị phải liên tục trao giá trị cho khách, bởi vì sao ạ? Họ phải luôn luôn cảm thấy happy với mỗi đơn hàng họ mua. Họ mua mà họ cảm thấy là ô đơn này mình nhận mình hời quá,
luôn luôn họ cảm thấy là sao tôi nhận cái sản phẩm này tôi trả ra, nhưng mà sao luôn luôn tôi nhận nhiều hơn những cái gì mà tôi trả. Thì khi đó các anh chị họ cảm thấy hết happy. Cái giá trị ở đây là nó sự thỏa mãn các anh chị, sự thỏa mãn được là không phải chỉ về mặt sản phẩm, có sản phẩm đâu, họ thỏa mãn được là về thì tôi được chăm sóc, tôi được quan tâm, và tôi sử dụng những sản phẩm này là tôi có cái đẳng cấp như thế này, đúng không ạ? Thì liên tục phải trao giá trị cho khách hàng. Các chị phải nhớ là phải nói chung phải tìm đủ cách làm sao để gia tăng giá trị khách hàng. Mọi người nhớ cái mấu chốt là như vậy. Để mà chăm sóc và giữ chân được khách hàng trung thành là các chị phải nghĩ cách làm sao để luôn luôn là gia tăng giá trị thêm cho khách hàng trong quá trình các chị chăm sóc. Được chưa? Ok. Bởi vậy cho nên chăm sóc 20 30 ông thôi là quá đủ rồi. Là đủ đủ sai rồi, đúng không ạ? Rồi. Để mà chúng và sale vô sân si đợt này Phương thấy là các anh chị quá may mắn luôn, đó là họ có cái chương trình đó, chị Vân cũng như là các anh chị bên nhà cung cấp sale vô sân si có những cái chương trình để mà hỗ trợ cho mình là xây dựng cái hình ảnh này các anh chị. Cái chứng chỉ, hai cái chứng chỉ đó là bằng nghề chăm sóc da nâng cao và cái chứng chỉ phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Hai chứng chỉ là hai chứng chỉ chuyên nghiệp mà trong tháng 4 này đối với các anh chị nào mà đủ điều kiện thì sẽ được Sales Agency tài trợ cho đi học và được cấp bằng bằng chính quy từ trường Cao đẳng Y dược Cộng đồng Hà Nội các anh chị ha. Đây là bằng chính quy nha các anh chị, chúng ta có hai bằng này chúng ta có thể tư vấn chuyên nghiệp và có thể mở spa. Được chưa? Có thể đủ điều kiện để mở spa luôn. Đúng rồi, học chăm sóc online, học online các anh chị, học online và chúng ta cấp bằng luôn các anh chị ha. Cấp bằng là do trường Cao đẳng Y dược Cộng đồng cấp các anh chị. Và kết hợp với lại sales agency sẽ đào tạo những cái kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh cho các anh chị. Thế thì trong tháng này các anh chị nào chúng ta đã nghe đến cái chương trình này từ đầu tháng rồi thì chúc mừng các anh chị, có thể rất nhiều các anh chị đã đạt điều kiện rồi ha. Các anh chị nào mà chúng ta hôm nay mới nghe và cũng rất là mong muốn, ai trong các anh chị chúng ta mong muốn chúng ta được 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 học và chúng ta được sở hữu tấm bằng này nè. Thì không ạ? Đây là cách các anh chị chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân đó các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta nâng cấp bản thân, máy Phương nói đúng không, là trong ba cái để chúng ta sẽ phải chăm sóc khách hàng tốt là phải liên tục nâng cấp bản thân, thì đây chính là bước các anh chị nâng cấp bản thân nè, đúng không ạ? Không thể nào các anh chị chúng ta cứ là nghiệp dư amateur mãi được, chúng ta phải chuyên nghiệp từ cả về khâu dạy đầu tiên là kiến thức, rồi sau đó là khâu chăm sóc phục vụ, trao giá trị, đúng không ạ? Thì xin thưa các anh chị chúng ta, Phương nói các anh chị chúng ta từ nay về sau bít cửa nghèo luôn. Tại vì thực sự là các anh chị chúng ta đã có trong tay những cái chìa khóa rồi thì các anh chị chúng ta biết đâu cũng sống được. Nghề sale mà các anh chị là sale tốt, sale giỏi, các anh chị chăm sóc khách hàng tốt thì các anh chị chúng ta biết đâu chúng ta cũng có tiền, đúng không ạ? Đấy, thì cái sản với cái hai cái bằng nghề này các anh chị, hai cái bằng nghề và chứng chỉ này, thì đối với các anh chị nào mà trong tháng 4 này chúng ta có doanh số từ 20 triệu trở lên, doanh số lẻ nha các anh chị ha, không phải B-boy, không phải B-boy mà là doanh số lẻ từ 20 triệu trở lên thì các anh chị chúng ta sẽ được Sales Fluency tài trợ miễn phí, tài trợ cho việc học online, và cấp bằng gửi bằng đến tận nơi cho các anh chị luôn, hai cái bằng nghề này. Sau này các anh chị chúng ta có muốn mở spa cũng ok luôn. Được không ạ? Ai trong các anh chị chúng ta muốn Phương chỉ cho cách để các chị từ giờ đến cuối tháng hoàn thành cái mục tiêu 20 triệu doanh số bán lẻ để nhận được cái chứng chỉ này. Ai mong muốn thì các chị comment giúp Phương số 68 coi. 6868 đi, lộc phát cái coi. 68 nha. Ôi, để coi xem nhiều không, nhiều mới nói, không nhiều không nói đâu. Các anh chị tranh thủ nha, thì đây đợt duy nhất mà Sales Agency sẽ tài trợ, có thể đợt sau nó sẽ cần phải qua năm sau đấy. Các anh chị mà không tận dụng đi là năm sau mới được học cái chứng chỉ này, đó là mất một năm nha. Cho nên đây là cơ hội duy nhất, có thể nói là hiếm hoi trong năm này mà Sales Agency có cái chương trình hỗ trợ đặc biệt cho các anh chị đại lý trở thành chuyên viên. Đúng không? Da chưa đẹp lắm thì không sao, học cứ có kiến thức đi. Các anh chị hãy xử cái da của mình trước. Hồi xưa da của Phương cũng xấu ởm mà. Hồi xưa da của Phương á xấu các anh chị, da mụn may á là nó chưa rỗ, kiểu như là mụn mà nó cũng không tới nỗi quá te tua nên không bị rỗ. Nhưng mà hồi xưa da xám, đen, da Phương là nước da ngăm, da vàng, da ngăm, hồi xưa không biết chăm nó càng đen thui. Đó, da dầu rất nhiều. Nhưng mà khi mình biết chăm rồi á thì mình giải quyết được cái vấn đề da của mình rồi thì các anh chị chúng ta mới giải quyết da của khách hàng được. Thế thì các anh chị phải học đi, đúng không ạ? Phải học cho mình chuẩn kiến thức và mình phải trị được cho cái da của mình đẹp lên cái đã, đúng không ạ? Rồi khi mà các anh chị trong quá trình mình vừa cải thiện da của mình,
các anh chị vừa bán hàng. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để mình sẽ vừa chăm da mình vừa bán hàng. Các anh chị nếu như mới đầu có thể nước da của mình nó tự nhiên mộc, nó không đẹp, thì các anh chị chịu khó chúng ta chăm sóc lên một chút, chúng ta make up lên, ra đường chúng ta make up lên một chút, đúng không ạ? Và sau đương nhiên về chúng ta phải tẩy trang làm sạch cho nó chuẩn chỉnh các anh chị. Thật ra không có người phụ nữ xấu các anh chị, chỉ có phụ nữ chưa biết chăm sóc và làm đẹp thôi, đúng không ạ? Đấy thì ok. Đúng rồi, doanh số của sale agency thôi trong tháng này là 20 triệu. Đây, phương hướng cho các anh chị. Mình bê luôn 20 triệu mỹ phẩm thì có được không? Được luôn, trong một đơn hút luôn 20 triệu về. Vừa xài vừa cho khách trải nghiệm, đúng không? Vừa cho khách trải nghiệm, vừa chốt sale sau này hút luôn 20 triệu về được luôn. Miễn sao doanh số trong tháng này là 20 triệu, các anh chị vừa xài vừa vừa bán. Được không ạ? Ok chưa? Rồi. 90 ngày top 9 thì đây Phương cũng nói một chút xíu trước khi Phương vào cái vụ kia là hướng dẫn cho các anh chị chúng ta cái cách để chúng ta hoàn thành 20 triệu doanh số để lấy được cái chứng chỉ của sales agency, hợp tác với trường cao đẳng y dược cộng đồng, được không ạ? Thì trong 90 ngày top 9 các anh chị chúng ta đợt này là mình lại càng phải tập trung hơn nữa, bởi vì 90 ngày top 9 sales agency dành rất là nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các anh chị. Các chị tưởng tượng cũng giống như kiểu là bây giờ là một cái cơn sóng ấy. Tới cái lúc mà các anh chị chúng ta có cái sóng đúng không? Thì các anh chị chúng ta chỉ cần là bám theo con sóng đó thôi thì nó sẽ đẩy các anh chị đi, đúng không? Các anh chị chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nếu các anh chị biết tận dụng những con sóng đó. Thì 90 ngày top 9 nó cũng giống như là các anh chị chúng ta là sao? Đang bơi theo cái con sóng vậy đó. Nó sẽ nâng các anh chị lên và đưa các anh chị đi nhẹ nhàng hơn. Thì các anh chị sẽ cần phải tận dụng các chương trình hỗ trợ của nhà cung cấp, của Sales Fusion trong cái đợt 90 ngày này. Đó là các khóa đào tạo buổi trưa đó, như là tháng này chúng ta sẽ có đã có được hai cái khóa huấn luyện buổi trưa, đúng không ạ? Rồi các khóa buổi tối là tối thứ hai, tối thứ năm hàng tuần các anh chị chúng ta phải vào học. Phải vào học kiến thức kỹ năng các anh chị nha. Tối thứ hai và tối thứ năm của Sales Fusion đều có chương trình giúp cho các anh chị chúng ta biết cách là chốt sale cơ bản và chốt sale nâng cao. Tối thứ hai và tối thứ năm tập trung vào kiến thức để mà sao biết chốt sale. Ok ha, cho nên các anh chị nhớ đã theo được cái dòng sale agency thì phải đi học các lớp học của sale agency để các anh chị hiểu về sản phẩm này, rồi có kiến thức, có kỹ năng để tư vấn này, được chưa? Rồi các công cụ hỗ trợ chốt sale thì chúng ta có những cái ấn phẩm bộ sale kit, rồi kho tài liệu review feedback, các chứng nhận pháp lý đầy đủ hết. Các anh chị chúng ta cần cái nào là chúng ta có thể liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ. Rồi các chương trình hỗ trợ chốt sale trong 90 ngày này cũng rất là nhiều nha các anh chị ha. Đó là sao? Các chương trình về sau đợt 90 ngày top 9 sẽ có rất nhiều các chương trình khuyến mãi các anh chị. Cho nên tranh thủ chốt sale khách hàng vào đợt khuyến mãi của 90 ngày top 9 là quá tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi các chương trình PR marketing, ví dụ như là 90 ngày top 9 là Phương có nghe chị Vân nói là sẽ có những cái chương trình event mời những KOL từ nhỏ cho tới lớn, những KOL lớn mà nổi tiếng các anh chị. Đấy là họ sẽ lên sóng để nói về sản phẩm của Sales Fusion. Khi đó các anh chị chúng ta sẽ có hình ảnh, chúng ta quảng bá, chúng ta truyền thông, chúng ta dễ chốt sale hơn, xây dựng được cái thương hiệu. Gom lại nhiều đơn cũng được, mà 20 triệu một đơn cũng được, miễn sao trong tháng 4 này các anh chị chúng ta có từ 20 triệu trở lên là được, được không ạ? Và một cái chương trình cuối cùng nữa đó là thứ bảy hàng tuần các anh chị 19:30 luôn ha, là chương trình chúng ta sẽ có dành để chúng ta có thể mời khách hàng của mình vào cùng peel da, cùng chia sẻ các chủ đề với các chuyên gia để mà chúng ta sẽ trao đổi về việc làm đẹp, và đặc biệt là sẽ hướng dẫn peel da đúng cách. Thì các chị có thể mời khách hàng của mình vào đây, thì các chuyên gia cũng như là các anh chị tổng đại lý sẽ hỗ trợ chốt khách cho các anh chị. Tức là họ vào đây và họ cảm thấy họ muốn được dùng những cái sản phẩm như thế này, đúng không ạ? Và họ muốn tham gia vào cái sân chơi, cái cộng đồng này. Thì khi đó các anh chị chúng ta có thể chốt sale một cách rất là dễ dàng. Thì cái chương trình này mọi người chúng ta nên tận dụng ha. Mọi người nhớ, tối thứ hai, tối thứ tư là các buổi đào tạo cái kiến thức chốt sale. Tối thứ bảy là chương trình câu lạc bộ Home Beauty Spa để mà mời khách vào, chúng ta sẽ có những cái chương trình hoạt động cộng đồng ở trong đó để giúp tư vấn và chốt đơn, được không ạ? Đấy thì chương trình chính mình của top 9 các anh chị chúng ta sẽ cần tận dụng nha, rất là nhiều những chương trình hỗ trợ của nhà cung cấp đó. Thì nãy giờ Phương chia sẻ với các anh chị về cái lộ trình đó. Đây nè, nếu như mà một số đa phần mọi người đều nghĩ là cái con đường tới thành công là một con đường đi thẳng như thế này, tại sao Phương phải nói cái này?
Bởi vì các anh chị phải chuẩn bị sẵn cho mình về cái mặt tư tưởng, cái tư duy suy nghĩ nó quan trọng nhất đó các anh chị. Nãy Phương đưa ra cho các anh chị về cái gì, cái công cụ, cái phương pháp rồi đúng không ạ? Xíu nữa Phương sẽ tiếp tục đưa ra cho các anh chị về một cái lộ trình, một cái kế hoạch. Nhưng mà nếu các anh chị không thay đổi cái tư duy á, thì các anh chị chúng ta dùng công cụ phương pháp nào cũng sẽ rất là khó thành công. Bởi vì mọi thứ nó xuất phát là từ tư duy suy nghĩ, đúng không ạ? Con đường mà chúng ta tới thành công, chúng ta trở thành một cái người thực sự bán hàng bestseller, chúng ta thành công trong cái việc chăm sóc 20 30 khách hàng trung thành ấy, đôi lúc nó không phải là một con đường bằng phẳng như thế này đâu. Đa phần mọi người nghĩ tưởng tượng nó như vậy nè. Nhưng mà thực tế là nó là như vậy nè các anh chị. Nó sẽ có những cái điểm các chị sẽ bị thất bại, đúng không? Đây nè, đây là những cái điểm thất bại tạm thời. Các chị sẽ bị từ chối, các anh chị chúng ta sẽ sao bị, thậm chí là sao có những người khách đang dùng của các anh chị mua một hai đơn rồi sao họ không mua hàng nữa, đúng không? Hoặc là các chị đề nghị hàng, các chị đề nghị mua hàng họ không mua nữa, có đó những trường hợp chúng ta thất bại tạm thời. Thế là các chị chúng ta có chấp nhận đứng lên đi tiếp không? Chúng ta phải đi tiếp, bởi vì thành công nó không thẳng như thế này đâu, mà nó sẽ là những con đường ngoằn nghèo, và trong đó trên quá trình đó chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn, bị từ chối, bị phản đối, đúng không ạ? Thì chúng ta sao, cái cách chúng ta đối mặt với cái điều đó nó mới giúp cho chúng ta chạm tới thành công được. Chứ còn nếu như mà để mà có một con đường nó bằng phẳng thì sẽ không có chuyện đó xảy ra, đúng không ạ? Và các anh chị chúng ta phải chuẩn bị những một cái tư duy, những cái suy nghĩ đúng, các anh chị phải thay đổi nha, phải thay đổi. Phương biết là có rất nhiều các anh chị chúng ta hay có những cái cách nói chuyện như thế này nè, đó là để chị cố gắng tháng này chị bán hai, chị cố gắng chị sẽ bán 20 triệu để mà đạt cái hai cái chứng chỉ này. Chúng ta cố gắng, cố gắng là cái từ mà Phương các leader hay nói là dành cho bác sĩ thôi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chứ còn các anh chị đừng có dùng cố gắng, đúng không ạ? Rồi có thể chị nghĩ chị có thể làm được, nếu như mà cái này thì đã, nếu nếu như với giá như, rồi sao suy nghĩ về vấn đề không ạ? Chúng ta không có suy nghĩ về giải pháp mà chúng ta suy nghĩ về vấn đề, đúng không ạ? Đây là cách tư duy của người thất bại đó các anh chị. Một có nhưng bất khả thi, tức là cách này bất khả thi, hoặc là sao cách tôi phải thế này kia. Thì thay vô đó các anh chị chúng ta hãy thay đổi cái cách mà chúng ta nói chuyện với bản thân của mình các anh chị. Bởi vì cái quá trình mà các anh chị xây chúng ta thành công trở thành một bestseller, nó không bằng phẳng đâu các anh chị. Nếu bằng phẳng thì ai cũng là những người bestseller, những người bán hàng giỏi nhiều tiền rồi thì ai đi làm công ăn lương, đúng không? Ai đi làm những cái ngành nghề khác cho các anh chị, đúng không ạ? Nó sẽ cần phải thay đổi từ tư duy. Thay vì các anh chị nói là tôi ở chị em sẽ cố gắng, thì chúng ta phải nói là em chắc chắn sẽ làm được, tôi chắc chắn sẽ làm được, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, tôi chắc chắn sẽ làm được, tôi sẽ làm chứ không có cố gắng nhé chị, không có thử mà làm thiệt, đúng không ạ? Khi nào đó, tức là chúng ta nói nhưng không có nếu như các anh chị. Khi nào cụ thể là khi nào các anh chị muốn bắt tay hành động, chứ không có nói là sao mai mốt. Tương lai là khi nào, mai mốt là khi nào, đúng không ạ? Thử thách chúng ta không có nói nghĩ đó là vấn đề, chúng ta đừng nghĩ đây là một cái vấn đề, nó phải, tức là chúng ta sẽ cần phải, chúng ta thấy khó khăn là vấn đề nó to, nó ụp vô mặt mình, thì các anh chị hãy suy nghĩ đây chính là thử thách thôi, đúng không ạ? Chúng ta hãy suy nghĩ, tức là cái cách chúng ta nói chuyện với bản thân phải thay đổi nha các anh chị. Chúng ta sẽ học cái cách nói chuyện với bản thân mình bằng một cái bằng những cái ngôn từ nó có tính chắc chắn và nó có tính tích cực. Tôi muốn, tôi chắc chắn sẽ làm được, tôi sẽ là một người bán hàng xuất sắc, đúng không ạ? Tôi chắc chắn sẽ là bestseller, khách hàng chắc chắn sẽ thích mua hàng của tôi, khách hàng chắc chắn sẽ yêu mến tôi. Các anh chị hãy nghĩ liên tục như vậy trong đầu và nó một ngày sẽ thành hiện thực đó các anh chị. Còn các anh chị đừng có nghĩ về vấn đề, đúng không ạ? Đó là cái cách chúng ta hãy tư duy, hãy tư duy và khích lệ bản thân, nói chuyện với bản thân nhiều hơn bằng những cái ngôn từ nó có tính chắc chắn và có tính tích cực, đúng không ạ? Cái đó quan trọng lắm. Rồi Phương nói ok không ạ? Các chị chúng ta có đồng ý với những cái này không ạ? Các chị có thay đổi cái, có đồng ý với việc là chúng ta sẽ cần phải thay đổi cái cách tư duy suy nghĩ không ạ? Thì việc chúng ta xây dựng kinh doanh á, nó mới khả thi, mới thành công được, đúng không ạ? Đồng ý không các anh chị? Đồng ý thì comment đồng ý ha, hoặc là yes ha các anh chị. Cái này là cái các anh chị phải ghi lại trong một cái, đây là một cái bài học mà rất là cơ bản và quan trọng đối với một cái người sale các anh chị. Đã làm sale rồi thì không thể nào mà
né tránh được sự từ chối các anh chị, mà các anh chị chúng ta đối mặt với sự từ chối và bằng với một cái tâm lý sợ hãi, bằng một cái tâm lý mà các anh chị chúng ta vừa làm các anh chị vừa sợ, thì xin thưa các anh chị chúng ta sẽ bị nó đạp cho ngã. Thì các anh chị phải đối mặt với nó, các anh chị dở cái gì thì cứ cắm cái đó vô mà làm. Khách hàng từ chối mình xử lý chưa được thì sao, đi nhờ sự hỗ trợ xem mà người khác trả lời cái câu hỏi đó như thế nào, và sao mình đối mặt với nó, mình xử lý cái nào mình làm chưa giỏi thì cứ làm nhiều lên rồi tự động sẽ giỏi, đúng không ạ? Rồi đây là cái chương trình, đây Phương sẽ giúp cho các anh chị chúng ta biết cách tận dụng cái chương trình này. Hai cái chương trình này ha, đó là chương trình chúng ta có được quà tặng khuyến mãi đó, chương trình khuyến mãi mua một Salmon Ampoule với lại một kem chống nắng, một trong hai loại các chị ha, Phương không đưa hình hơn, tức là kem chống nắng Retrieve hoặc kem chống nắng My Care, chúng ta sẽ được tặng một cái kem trang điểm dưỡng Blemish Balm, hoặc là các chị chúng ta có thể tận dụng chương trình mua một kem chống nắng tặng một sữa tẩy trang, được chưa ạ? Để chúng ta sẽ xây dựng doanh số 20 triệu trong tháng 4 này. Đấy, ok, đây thì đây là cái bảng tính cho các anh chị nè, để giúp các anh chị hãy đặt mục tiêu. Đối với người sale là phải có mục tiêu nha các anh chị. Các anh chị mà không có mục tiêu mỗi ngày là các chúng ta sẽ không biết mình sẽ cần phải làm gì. Thế thì từ giờ cho tới cuối tháng chúng ta còn 10 ngày. Ê, còn 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 8 ngày đúng không ạ? Đến 30 tháng 4. Hôm nay 22 rồi, còn 9 ngày nữa, đúng không? 8 9 ngày. Thì các anh chị hãy đặt ra mục tiêu cho mình mỗi ngày. Chúng ta sẽ bán một cái set kem chống nắng và một cái set Salmon Ampoule cộng kem chống nắng. Đấy, thì các anh chị chúng ta có thể mỗi ngày một kem chống nắng, một cái, tức là mỗi ngày bán một trong hai, tức là mỗi ngày chúng ta sẽ bán một set khuyến mãi mỗi loại, tức là hai set, tức là một set này với một set này, được chưa? Là các anh chị chúng ta trong 6 ngày thôi là mình đạt được. Thế thì các anh chị chúng ta hãy xác định một lập danh sách khách hàng vào cho Phương, chúng ta hãy lập danh sách những cái người khách hàng tiềm năng nhất, sau đó các anh chị hãy đến và cho họ trải nghiệm về kem chống nắng, cho họ trải nghiệm về Salmon Ampoule, và cho họ trải nghiệm về kem trang điểm dưỡng da Blemish Balm, và các anh chị chốt sale, các anh chị chia nhỏ ra làm thôi, đúng không ạ? Mỗi ngày các anh chị, chưa kể nữa là các anh chị chúng ta có thể sao, nếu chúng ta bán 6 set này và 6 set này thì các anh chị cũng đạt được là doanh số 20 triệu. Còn nếu các anh chị chúng ta bán là mỗi cái là 3 set, 3 set kem chống nắng khuyến mãi đó, 3 set khuyến mãi Salmon Ampoule với kem chống nắng, thì các anh chị cần bán thêm là sao, hai bộ chăm sóc da hàng ngày nữa là các anh chị cũng đủ chỉ tiêu, đúng không ạ? Hoặc là bán 3 set kem chống nắng, 3 set Salmon Ampoule kem chống nắng và thêm một bộ peel TA Toning Peel nữa, chúng ta cũng đủ được cái chỉ tiêu 20 triệu, đúng không ạ? Chưa kịp chụp hình lại đi bạn, đây quay lại cái này cho mọi người, cho em bạn chụp hình lại, chụp hình lại đi, ghi lâu lắm cái này, hơi nhiều chữ hơn, hoặc ghi lại cho nhớ cũng được, chụp lại xong rồi ghi ha. Ok rồi, mọi người ghi lại cái, chụp lại cái bảng này luôn nhé, chụp lại cái bảng luôn, các chị phải đưa ra mục tiêu cho mình nha. Các anh chị chúng ta muốn đạt được cái gì đó là các anh chị chúng ta sẽ cần phải ghi mục tiêu xuống, được chưa ạ? Cái thứ hai là chúng ta phải lên kế hoạch để đạt được cái mục tiêu đó, và chúng ta chia nhỏ cái kế hoạch ra. Các anh chị còn 8 ngày, thế thì trong 8 9 ngày này các anh chị cần phải làm cái gì? Chúng ta sẽ cần phải tiếp cận với bao nhiêu người, chia sẻ bằng dòng sản phẩm gì, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà đánh bút bút đầu xu được. Còn nếu mà anh chị nào chúng ta đã quen bán mấy cái sản phẩm phễu bán rồi thì chúng ta hãy tìm lại những khách mà đã chốt sale những cái bộ những cái sản phẩm phễu rồi. Bây giờ các anh chị chúng ta chốt lên chỉ cần 4 bộ chăm sóc da hàng ngày này, mỗi bộ 5 triệu 550 nghìn là đủ 20 triệu rồi, đúng không? Hoặc là bán hai bộ full size TA Toning Peel là đủ 20 triệu, đúng không ạ? Hoặc là các chị chúng ta sao, mua một bộ TA Toning Peel về đi peel cho mỗi ngày mỗi người một lần, những khách tiềm năng nhất chốt một bộ thôi, là một bộ các anh chị xài mua về để các chị vừa xài vừa cho khách trải nghiệm, rồi một bộ các anh chị chốt bán từ giờ đến cuối tháng là cũng đủ 20 triệu, vượt luôn 24 triệu, đúng không ạ? Có nhiều cách, nhưng mà đây là cái bảng cơ bản, cái bảng tính gọi là nó bằng những cái dòng sản phẩm phễu và tận dụng đúng cái chương trình khuyến mãi luôn nha các anh chị ha. Ok không? Rồi xong ha. Rồi tiếp tục Phương sẽ nói qua tới cái lộ trình thăng tiến trong đợt 90 ngày top 9 đợt này cho các anh chị chúng ta chỉ với các dòng dược mỹ phẩm sale agency thôi, các anh chị chúng ta có thể chinh phục được nấc thang 3 sao. Tháng 5, tháng 6 đến tháng 7 các anh chị là chúng ta đạt 3 sao. Thì các anh chị chúng ta thấy ạ, đây là chúng ta có 3 sản phẩm phễu đúng không ạ? Khóa này chúng ta học về kem chống nắng với lại Salmon Ampoule rồi, đúng không ạ?
Còn một cái sản phẩm nữa có thể làm thêu cũng rất là tốt, đó là kem trang điểm dưỡng, cái Blemish Balm, Skin Blemish Balm á các anh chị, Intensive đó. Thì cái sản phẩm đó làm sản phẩm phễu cũng rất là tốt ha các anh chị ha. Thì đây là cái gọi là cái bảng tính mục tiêu bán cho các anh chị trong tháng 1 này các anh chị, tức là tháng tháng 1 là tháng đầu tiên ấy, là cái tháng sau ấy. Hoặc là các anh chị nào đang theo cái lộ trình của tháng này cũng được. Phương nói là đây là tháng thứ nhất, tháng thứ hai và tháng thứ ba trong cái lộ trình các anh chị chúng ta thăng tiến 3 sao, tức là tận dụng đúng 9 ngày top 9 này để các anh chị chúng ta sẽ chinh phục cái nấc thang 3 sao với sale vườn CS Sport các anh chị ha. Thì đây tháng 1 này các anh chị, Phương tính cho các anh chị ha, chúng ta sẽ có tầm khoảng 30 khách hàng mới. Chúng ta sẽ bán là 15 kem chống nắng, 15 serum shampoo và 15 kem trang điểm dưỡng. Thì sẽ có những chương trình khuyến mãi của từng tháng. Và các anh chị chúng ta có thể tận dụng chương trình khuyến mãi của những tháng đó. Ví dụ như có những khách họ có thể mua kem chống nắng không? Có những khách họ sẽ mua serum shampoo, kem trang điểm dưỡng tùy theo tháng sau chương trình khuyến mãi như thế nào. Các anh chị chúng ta sẽ tận dụng, chúng ta lên một cái kế hoạch để chúng ta bán. Đây là Phương đưa ra một cái bảng để mà sao với những con số đó và cho các chị mô tả một cái bảng các chị có thể tận dụng cách đối với sale agency để chúng ta sẽ đạt được doanh số, đúng không ạ? Rồi tháng nhất thứ nhất chúng ta sẽ coi đạt được 15 sản phẩm này, đấy, 15 sản phẩm phễu mỗi sản phẩm ha. Rồi chúng ta bán được 5 bộ chăm sóc da hàng ngày nữa. Thì khi đó doanh số cá nhân của các anh chị trong tháng đó sẽ là 74 triệu 700 nghìn, đúng không ạ? 5 bộ này các anh chị chúng ta có thể upsell từ 30 khách hàng này. Có thể đầu tháng các chị bán xong cái rồi sao cuối tháng các chị upsell bộ chăm sóc da hàng ngày, đúng không ạ? 74 triệu 700 nghìn, đúng không ạ? Đấy, 74 triệu 700 nghìn ha, là doanh số cá nhân, là quy ra B-boy cá nhân đấy các anh chị, là nó khoảng 32 triệu mấy, tức là một sao rồi, đúng không ạ? Thu nhập của các anh chị trong tháng đó là hơn 22 triệu đó, với sale chỉ riêng sale Fusion thôi nha, chưa kể các brand khác, các nhà cung cấp khác. Tới tháng thứ hai, các anh chị chúng ta sẽ cần là có 10, tầm khoảng 10 khách hàng mới. Tháng thứ nhất có 30 khách hàng mới, khoảng đấy, 20-30 khách hàng mới. Tháng thứ hai, các chị chúng ta có 10 khách hàng mới. Mỗi khách hàng chúng ta cũng vẫn bán những cái sản phẩm phễu như thế này. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ upsell từ những khách hàng của tháng 1 và một số ít khách hàng của tháng 2 mua cái bộ chăm sóc da hàng ngày. Được không ạ? Và chúng ta sẽ upsell cho những khách mà đã dùng bộ chăm sóc da hàng ngày và một số khách của tháng 1 ấy, họ mua cái set full size. Thì Phương đang giả định là 10 bộ chăm sóc da hàng ngày và 5 set full size trong tháng 2. Thì các anh chị chúng ta sẽ có doanh số cá nhân là 100 hơn 130 triệu. B-boy cá nhân là 57 triệu B-boy. Được chưa? Và B-boy nhóm ở đây là sao? Tháng 2 ấy, Phương chỉ cần các anh chị chúng ta có thêm một, tức chúng ta chỉ cần hướng dẫn được cho thêm một người nữa, muốn có cái doanh số cũng giống như các chị tháng 1 để các chị copy cho một người nữa chứ Phương. Các anh chị chúng ta xây dựng được doanh số nhóm là 89 triệu chính, tức là hơn 2 sale, đúng không ạ? Và thu nhập của các anh chị trong tháng 2 này là sao? Khoảng hơn 40 triệu. Khoảng hơn 40 triệu, ok không ạ? Và tháng thứ ba cũng giống như vậy, tức là bắt đầu các anh chị chúng ta ở cái mức chúng ta duy trì, đúng không ạ? Duy trì một chút xíu, tức là chúng ta đang đợi doanh số. Phương đang hướng dẫn là các chị trong tháng, trong ba cái tháng top 9 này chúng ta sẽ vừa có doanh số bứt phá, vừa giật giải của nhà cung cấp luôn. Trong trong cái tháng top 9 3 tháng này các anh chị sẽ có rất là nhiều những cái giải dành cho best seller. Các anh chị bán như thế này là Phương chưa nói tới là những cái giải thưởng nha. Các anh chị mà bán ở cái mức như thế này chắc chắn các anh chị rinh vài giải về, là các anh chị chúng ta có thêm quà nữa, có thêm quà tặng mà giải không hề nhỏ nha. Giải của chúng ta là chung cuộc đó, là của Sales Agency, là một cái CSH đó các anh chị. Giải đặc biệt là một cái CSH. Giải nhì đó là cái iPhone Pro Max 13, đúng không ạ? Và các giải sau là chỉ vàng rất là nhiều vàng, tháng nào cũng có chỉ vàng hết đó các anh chị. Phương không nhớ hết khuyến mãi, Phương không nhớ hết quà tặng. Nhưng mà đại loại các anh chị chúng ta bán hàng với cái mức như thế này là thế nào các anh chị cũng rinh được vài chỉ vàng, đúng không ạ? Đều nhất là cũng phải vài chỉ vàng các anh chị. Thì đó, đến tháng thứ ba các anh chị chúng ta sẽ sao có được, chị cũng thêm được một nhánh mới trong cái top 9 này. Có phải mục tiêu các anh chị chúng ta vừa sao bán hàng tốt và vừa xây nhánh đúng không ạ? Thì sau 3 tháng này các anh chị chỉ cần có thêm 2-3 nhánh nữa thôi, và mỗi nhánh họ chinh phục những cái mốc là sao một sao hai sao giống như các anh chị của mấy tháng trước, thì khi đó các anh chị chúng ta cũng sao chinh phục mốc 3 sao, đúng không? Và sao thu nhập cái tháng tháng 7 đó các anh chị là gần 50 triệu. Các anh chị chúng ta chụp lại cái bảng này ha, các anh chị nhìn nó mỗi ngày đi, đúng không? Và bắt đầu lên kế hoạch để bán, các anh chị lập danh sách khách hàng ra và bắt đầu đi triển khai, đi tiếp cận khách hàng, được chưa?
Các anh chị có mong muốn là sau 3 tháng tốc chiến này chúng ta xây dựng được một sao một cái đội nhóm bán mỹ phẩm hùng hậu. Bản thân mình sẽ định vị là một chuyên gia bán mỹ phẩm, đạt được những cái mức thu nhập thật là cao và lấy được những giải thưởng của nhà cung cấp không ạ? Các anh chị đang tập trung ghi hay là các anh chị đâu hết rồi? Thấy còn cũng gần 200 các anh chị ấy, mà nãy giờ không thấy ai comment gì hết trơn luôn. Ok, bạn này mọi người ghi xuống chưa? Các anh chị có thắc mắc gì về cái bảng này không? Các anh chị cứ ghi trước đi nha. Tại vì hoặc là các anh chị cứ chụp lại cái bảng này đi, xong rồi về các anh chị chúng ta sẽ tính lại sơ sơ. Tại vì thật ra cái này Phương tính là Phương tính ở cái mức là trung bình nữa các anh chị. Phương tính ở cái mức trung bình nữa các anh chị thôi. Đó là trong 3 tháng sẽ như thế này. Ok không ạ? Thấy là khủng không các anh chị? Trong 3 tháng các anh chị cần tập trung build với SEO MC, các anh chị lên được 3 sao và thu nhập cực kỳ khủng. Đúng không ạ? Cực kỳ khủng với 3 tháng. Và chưa kể nữa là sau 3 tháng này là các anh chị chúng ta xây dựng được luôn 20 khách hàng trung thành. Phương nói là tháng đầu tiên 30 khách, tháng thứ 2 10 khách thêm mới, tháng thứ 3 10 khách là các anh chị có 50 khách rồi đúng không? Phương nói từ 50 khách này chỉ cần là chúng ta giữ được 20 khách trung thành thôi. Còn 30 ông kia thì có thể là ông thích mua thì mua, không mua thì thôi. Các anh chị chỉ cần có được 20 khách hàng trung thành thôi là ngon rồi đúng không? 20 khách này là sao? Họ mua bộ chăm sóc da hàng ngày. Trong đó thêm 10 ông mua được set full size nữa là coi như các anh chị ấm rồi. Đúng không? Ấm rồi. 20 khách này, đây là phân giải tôi đó. Đây nè. 20 khách này là mỗi người mua một cái, mỗi một người 10 là mua một bộ chăm sóc da hàng ngày. Đúng không? Còn thêm 10 ông là VIP VIP là mua bộ full size. Đấy, là coi như các anh chị chăm cho 20 ông này, là từ đó trở đi các anh chị thấy là mình ấm no rồi đó, đúng không? Mỗi tháng up sale. Ok không ạ? Khó lắm. Recording stopped. Đương nhiên là phải khó rồi. Nếu mà dễ thì 100 người 100 người làm được thì mọi người đã giàu hết rồi. Recording in progress. Đúng không ạ? Chúng ta đang dành cho chiến binh mà các anh chị, chúng ta thực sự chúng ta dám làm, chúng ta dám đặt ra mục tiêu, chúng ta dám làm thì chúng ta sẽ có tiền, chúng ta sẽ thành công. Phương đã nói rồi đúng không ạ? Chúng ta phải thay đổi cách tư duy đi nha các anh chị. Đầu tiên các anh chị nói khó lắm là Phương nói 100% các anh chị không hoàn thành rồi đó. Phải thay đổi tư duy. Phải thay đổi tư duy. Vậy thì các anh chị phải đặt câu hỏi như thế này: làm sao cái người mà thất bại á các anh chị, là khi có một cái plan kế hoạch ra họ cảm thấy khó lắm, tôi không làm được đâu. Ok xong. Đúng không ạ? Nhưng mà cái người mà sao họ muốn điều đó, họ sẽ đặt câu hỏi làm sao để tôi hoàn thành cái kế hoạch này. Họ sẽ hỏi cái cách để mà sao, cái giải pháp. Giải pháp làm sao để tôi hoàn thành. Tôi sẽ đi học để tôi hoàn thành. Tôi sẽ tìm tới ai để tôi hoàn thành nó. Chứ còn khó thì đương nhiên rồi đúng không? Nếu mà dễ thì sao? Thì trên đời thì không có ai nghèo, đúng không ạ? Thật phương nói thật với các anh chị, nếu như một cái kế hoạch mà nó quá dễ thì rõ ràng các anh chị kiếm 50, nếu kiếm 50 triệu mà dễ như thế thì ai cũng đi bán mỹ phẩm hết rồi. Đúng không ạ? Cho nên cái gì nó cũng có giá của nó. Và các anh chị, nếu các anh chị chấp nhận thay đổi, các anh chị chúng ta thực sự là chúng ta muốn biến mình một thành chuyên gia đó các anh chị, và chúng ta muốn kiếm được tiền, muốn thành công, thì các anh chị chúng ta hãy dám thay đổi các anh chị ha. Đầu tiên bản thân mình phải thay đổi trước. Và nó thay đổi từ những cái này các anh chị. Kế hoạch đã Phương đã đưa cho các anh chị rồi đó. Bây giờ các anh chị đi dạy nó đi. Làm sao các anh chị hoàn thành được, đúng không ạ? Các anh chị sẽ cần phải đi vào các lớp học. Phương nói rồi, các công cụ Phương đưa rồi đúng không? Tối thứ hai có lớp chốt sale nâng cao, tối thứ năm có lớp chốt sale cơ bản. Đi vào đó học các anh chị. Đi vào đó học để mà các anh chị chúng ta sẽ biết cách chốt sale. Đi theo sát những cái khóa đào tạo của Phu Sale Fusion trong 3 tháng này. Chắc chắn chỉ cần các anh chị học theo và chịu thực hành, chịu làm, chịu xông pha ra ngoài thị trường để làm, chắc chắn các chị hoàn thành mục tiêu. Được chưa? Ok. Nếu như bạn không kịp nắm bắt cái cơ hội, 90 ngày chỉ một năm có một lần thôi các anh chị. Một năm có một lần thôi. Nếu các anh chị không tận dụng cái đợt 90 ngày này để các anh chị bứt phá doanh số cá nhân, bứt phá cái khách hàng trung thành của mình và bứt phá cả về mặt hệ thống, thì các anh chị sẽ mất rất nhiều đó các anh chị. Ở giai đoạn này là cái giai đoạn giống như Phương nói là một con sóng. Con sóng nó đi qua rồi thì phải đợi đến đợt sóng khác. Tức là các anh chị phải đợi một năm nữa mới tới cái đợt sóng 90 ngày tiếp theo. Đúng không ạ? Nếu các anh chị không kịp nắm bắt cơ hội của năm nay, các anh chị chúng ta sẽ mất khách, mất doanh số từ khách hàng. Mà có cái tư duy chăm gia đúng chuẩn đó các anh chị. Ở ngoài kia họ còn thiếu nhiều lắm. Cần chờ các anh chị tới để các anh chị chia sẻ và các anh chị chăm sóc phục vụ á. Rất nhiều khách ngoài kia họ đang rất là mông lung, họ không có biết chăm gia làm sao hết. Thế thì đợi các anh chị tới. Ai là cái người đi chinh phục họ trước, đi chăm sóc phục vụ họ trước, thì họ thuộc về các anh chị.
Còn nếu các anh chị không nhanh thì người khác tới hốt về để chăm sóc thì các anh chị mất, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mất cơ hội phát triển cộng tác viên, đại lý. Và trong cái đợt này là CLMC cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị một số cái chiến lược để tiếp cận với các spa, các thị trường làm đẹp lớn, đúng không ạ? Hãy theo các chị, hãy đồng hành cùng với thương hiệu thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều giá trị, và chỉ cần các chị làm, các chị học và các chị làm theo thôi. Và sao các chị không theo cái đợt này thì mình sẽ mất cái cơ hội phát triển đại lý 3 sao rất là mạnh từ cái ngành dược mỹ phẩm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ giảm cơ hội phục sự được nhiều người trong ngành làm đẹp. Cho nên là hãy nắm bắt cơ hội trong đợt 90 ngày tốc chiến này. Các chị chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái thuận lợi, cũng như là chúng ta, đương nhiên Phương không nói là nó dễ dàng, nhưng mà nó sẽ thuận lợi hơn so với các anh chị sau này chúng ta sẽ phải tự chạy một mình, đúng không ạ? Không có gì là dễ dàng cả. Nhưng mà nếu như các anh chị biết nắm bắt đúng thời cơ, đúng thời điểm, thì chắc chắn mọi thứ nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, đúng không ạ? Thuận lợi hơn rất là nhiều. Và một cái chương trình rất hấp dẫn mà các anh chị phải ngồi yên đó, để Phương bật mí cho các anh chị ha. Hôm nay Phương phải gọi trực tiếp với chị Vân để Phương xin cho các anh chị thêm cái kèo này nữa, để các anh chị tận dụng chương trình khuyến mãi nha. À, đây là các anh chị nhớ chương trình khuyến mãi của chúng ta, nhắc lại một lần nữa, tận dụng hai chương trình cho tới 30 tháng 4. Đó là mua một kem chống nắng Rejuve hoặc là kem chống nắng My Care được tặng một sữa tẩy trang, được không ạ? Khuyến mãi này rất khủng nha các anh chị. Riêng khuyến mãi này là Phương đã chốt được hơn chục khách hàng rồi đó, hơn một chục khách hàng rồi từ cái chương trình khuyến mãi này. Mua một tặng một mà khuyến mãi tới hơn 50% lận đó các anh chị. Nếu như tính ra mà các anh chị là đại lý mà các anh chị tận dụng chương trình khuyến mãi này nữa là các anh chị chúng ta được lợi nhuận lên tới 80% cộng với lại 30% cái chiết khấu đại lý nữa, đúng không? Đúng không ạ? 50% chiết khấu của khuyến mãi và 30% chiết khấu dành cho đại lý nữa là các anh chị được đến 80% luôn á. Cho nên các anh chị mà không rinh cái khuyến mãi này là rất là tiếc luôn, đúng không ạ? Rồi, chúng ta còn có khuyến mãi cái bộ full size TA Toning Peel được tặng một cái chai tinh chất YQ Vitaset 12. Ok không ạ? Mọi người tranh thủ ha. Trong đợt này chúng ta chỉ cần chốt được hai bộ này thôi, hoặc là một bộ các anh chị chúng ta mua về chúng ta xài, chúng ta xài, chúng ta vừa đi cho khách trải nghiệm, chốt thêm một bộ nữa là coi như là đủ điều kiện để học cái khóa chứng chỉ rồi, đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Rồi chương trình khuyến mãi nè, năm kem chống nắng tặng một kem chống nắng cùng loại Rejuve hoặc là My Care đều được ha các anh chị ha. Rồi và một cái chương trình nữa là Phương để đến cuối nè. Đây, đó là cái chương trình mà hai sản phẩm mới ra mắt, đó là Salmon Ampoule và sản phẩm kem trang điểm dưỡng da. Thì chúng ta mua Salmon Ampoule với lại một loại kem chống nắng bất kỳ sẽ được tặng một cái kem trang điểm dưỡng da. Và khuyến mãi này cũng khá là lớn nha các anh chị. Nhưng đồng thời đó là trong ngày hôm nay Phương mới xin thêm cho các anh chị. Đó là hôm qua là coi như xong rồi nha, đã chốt xong giải rồi các anh chị. Đã chốt xong giải rồi sẽ được công bố tới các anh chị sau, tới các anh chị về giải ngày hôm qua xong. Còn ngày hôm nay chúng ta lại có thêm riêng thêm 5 cái anh chị nào mà đơn hàng may mắn nữa mà lên đơn, trong đó có cái set này. Nhân chương trình gọi là dịp ra mắt hai sản phẩm mới, đồng thời là sao mua một cái set này chúng ta sẽ được tặng luôn một chai kem trang điểm dưỡng, tức là chúng ta